Mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Thực Dưỡng Mỗi Ngày. Em là Minh Thư. Hôm nay Minh Thư xin chia sẻ đến cả nhà một công thức cách làm món chả giò chay mới, ngon độc đáo. Lớp vỏ bên ngoài giòn hơn, bên trong thơm, béo, mềm. Bí quyết làm chả giò chay ngon hơn chả giò mặn: với nhân, cà rốt, bắp và khoai lang, rất thích hợp trong bữa cơm chay hoặc bữa cúng rằm. Cả nhà hãy cùng vào bếp để thực hiện ngay món ăn vô cùng hấp dẫn và thơm ngon này nha. Đầu tiên em sẽ làm nhân rau củ trước, gồm có 2 trái bắp, 1 củ khoai lang, 1 củ cà rốt và 4-5 tép hành ta. Chuẩn bị một cái rổ lớn, bắp em sẽ bào mỏng ra. Cả nhà có thể dùng dao hai lưỡi để bào nhanh hơn nha. Cà rốt sẽ sắc nhuyễn. Đầu tiên em bào sợi ra để tí nữa mình sắc nhuyễn dễ hơn á. Vén phần cà rốt qua một bên. Giò khoai lang em cũng sẽ bào sợi, nhưng sợi khoai lang sẽ bào ngắn ngắn thôi. Khoai lang thì sẽ không có bào sợi dài giống như cà rốt. Và em cho qua kế bên cạnh cà rốt luôn. Hành tím lột bỏ vỏ. Cho bắp vào trong một cái âu lớn. Rồi em giã cho nát đều cái phần bắp ra. Không còn là phải nát nhuyễn đâu. Vừa vừa như vậy là được rồi cả nhà. Hành tím em sẽ băm nhỏ. Cho phần cà rốt đã bào sợi ra một cái thớt. Băm nhuyễn chỗ cà rốt này. Mình bào thành sợi rồi thì rất là dễ băm. Và em cho vào trong phần bắp đã giã nhuyễn. Khoai lang này thì chỉ cắt khúc khoảng là 3-4cm cho nó ngắn lại thôi, không cần phải sắc nhỏ. Cho vào trong cái âu luôn. Và cho phần hành tím đã băm nhỏ vào. Vậy là xong phần nhân rau củ rồi. Các nguyên liệu đã đầy đủ em để trên màn hình nha. Gồm có phần nhân rau củ, 1 tay nấm mèo lớn đã ngâm nước cho nở, 80g đậu xanh và đem đi hấp chín, nửa vắt bún tàu đã ngâm nước cho nở. Phần gia vị cả nhà có thể dùng muối, tiêu, thêm đường cũng được. Dùng bánh cuốn đậu xanh để chả giò được giòn ngon hơn. Để tăng thêm độ kết dính cho nhân, em sẽ dùng nửa vắt bún tàu và em sắc khúc ra. Sắc khoảng là 3-4cm. Mộc nhĩ thì em sẽ ngâm nước cho nở và em sắc nhuyễn. Cả nhà bỏ cái phần gốc đi nhé. Trộn phần mộc nhĩ và bún tàu đã cắt khúc vào trong phần nhân. Cho tiếp phần đậu xanh vào để cái nhân của mình khi ăn sẽ có vị béo béo, bùi bùi và thêm một tí gia vị. Dùng tay bóp đều phần nhân để thấm hết các gia vị. Em sẽ để nghỉ ở đây khoảng 5 phút. Trong thời gian đó, em sẽ lấy một cái chén và em cho vào đây là một muỗng canh bột năng, thêm vào là khoảng 2-3 muỗng nước. Khuấy đều phần bột năng lên cho tan. Giờ thì đi cuốn chả thôi. Em dùng ở đây là 2 lớp bánh tráng. Dùng phần bánh tráng đậu xanh thì chả giò của mình sẽ được giòn ngon. Dùng tay lấy phần nước bột năng đã pha, thoa đều vào mặt bánh tráng ở phía trong và cho nhân vào cuốn. Cái lớp bột năng sẽ giúp cho phần vỏ của chả cuốn được dày hơn một xíu
và khi chiên thì cái nó sẽ không có bị cháy nhanh. Trong thời gian đó thì cái phần nhân sẽ có nhiều thời gian để phần nhân chín đều hơn, và cái phía bên trong phần nhân cũng sẽ được chín hơn với cái phần vỏ, làm cho phần vỏ sẽ giòn hơn á cả nhà. Rồi em dùng một ít bột năng nữa và em cuốn cái mí lại cho cái phần mí dính vào cái phần cuốn bánh như vậy. Dùng bột năng và em dán đều hai mí của hai lớp bánh tráng luôn. Cuốn chả giò bằng hai lớp bánh tráng và áo thêm một lớp bột năng như vậy thì cái chả giò của mình sẽ được ngon hơn. Đây là cái bí quyết đó cả nhà. Và cuốn thì cả nhà cho phần nhân vừa thôi. Mình bẻ hai cái mí hai bên lại và mình cuốn vào, không cuốn chặt cũng không cuốn lỏng. Cuốn vừa vừa thôi. Cứ tuần tự như vậy thì với cái phần nhân này em sẽ làm được khoảng là gần 30 cuốn chả cả nhà. Sau 15 phút là đã xong một đĩa rồi. Giờ mang đi rán. Lưu ý là cả nhà cho vào lúc dầu vừa nóng. Mình cho cuốn chả vào luôn, chứ không để cho dầu sôi nhé. Cả nhà thấy dầu mới hơi vừa nóng lăn tăn là em cho chả vào và em chiên. Và lưu ý là không để cho những cái chả này dính vào với nhau, bởi vì cái lúc này thì cái da chả nó rất là dễ bị dính và rách. Sau khi mà chiên vàng rồi á thì em sẽ gác lên trên chảo hai chiếc đũa. Mình cho những cái cuốn chả lên để cho ráo dầu. Tự nhiên giờ cúp điện đột xuất luôn á cả nhà, cho nên là hơi tối nè. May là vẫn còn điện dự trữ. Rồi em gác cái cuốn chả lên đây cho nó hơi ráo dầu. Chiên ở mức lửa nhỏ riu riu thì cái lớp nhân sẽ được chín đều. Cả nhà nhớ là không có dùng lửa lớn. Dùng lửa lớn là ở bên ngoài cháy mà ở bên trong thì chưa chín đâu nhé. Kiên nhẫn mình chiên thôi. Rồi em dùng một cái lớp giấy thấm dầu nữa em lót vào cái đĩa. Em cho cái phần chả cuốn đã gác ở trên cái đôi đũa xuống. Cho rút hết phần dầu ra, chứ không thì cái món này mà nó ngậm dầu á, ăn sẽ ngán lắm á. Rồi tiếp tục em sẽ chiên ở trong mức lửa liu riu cho đến hết phần chả của mình. Em chiên từng cuốn một thôi, không có cho hết vào một lần. Cho nhiều chả quá thì nó sẽ dính vào với nhau và nó sẽ làm rách cái chả của mình, không có được ngon. Mình cứ chiên từ từ thôi. Sau khi mà chiên xong thì cho ra một cái lớp giấy thấm dầu nữa để cho lớp chả của mình lúc này nó khô nè. Đây em cắt ở phía bên trong cả nhà coi. Chiên liu riu như vậy ở lớp bên trong đã chín hết rồi. Mà cả nhà có thể mình cắt ra mình xem thử á, bên trong nếu mà chưa chín thì mình sẽ giảm bớt lửa lại. Vậy là xong. Rất là nhanh đã có ngay một đĩa chả giò chay với cách làm vô cùng đơn giản và rất là ngon miệng nha cả nhà. Vô cùng là đẹp mắt nữa. Một lưu ý đặc biệt là món ăn này sẽ nêm nếm gia vị đơn giản, không nêm nếm quá mặn hoặc quá ngọt thì món chả giò của mình sẽ không có bị ngán. Lưu ý thứ hai là chiên chả giò ở lửa liu riu, trong dầu không được sôi nhé. Chỉ chiên ở dầu nóng thì cái lớp vỏ bên ngoài sẽ giòn. Giòn tan luôn cả nhà ơi. Em ăn thử nha. Giòn tan như snack luôn á cả nhà. Bên ngoài giòn rợm luôn. Bên trong thanh, vị rất là ngon, vừa ăn, không mặn không nhạt. Béo béo, bùi bùi và rất là thơm nữa. Cả nhà cứ áo một lớp bột năng phía bên trong giống như em á, thì cái lớp chả ở bên ngoài sẽ rất là giòn và bên trong nhân chín kỹ đều hết.
Vậy là em đã chia sẻ xong cách làm chả giò chay ngon hơn cả chả giò mặn. Cả nhà hãy cùng thực hiện ngay nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.